Sau đây xin mời các quý vị nghe tiến sĩ Trần Thường Nguyên, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ báo cáo về cập nhật chẩn đoán và điều trị tình trạng cường giáp. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thụy, kính thưa tiến sĩ Quách Bảo Trung. Sau đây thì tôi xin trình bày cái phần về cái tuyến giáp. Xin thay đổi không khí một tí trong cái session chiều ngày hôm nay. Về phần thì sẽ nói về phần chẩn đoán, theo dõi và điều trị cái tuyến giáp. Về nội dung trình bày thì sẽ gồm có 4 phần. Đầu tiên hết thì chúng tôi muốn trình bày về cái bệnh cường giáp tự miễn, hay là chúng ta gọi là bệnh CRA. Thì ở trên sơ đồ hình ảnh chúng ta sẽ thấy được đây là một cái sinh lý tổng hợp của hormone tuyến giáp. Thì đầu tiên hết thì các hormone tuyến giáp được tạo nên thì phải bắt nguồn là từ cái nguồn của thyroglobulin và kết hợp với các cái iốt vô cơ ở ngoài đưa vào máu, đưa vào trong cái nang giáp và được hữu cơ hóa. Sau đó thì kết hợp với nhau sẽ tạo nên cái diiodothyroxine hoặc là monodiothyroxine. Và tất cả những cái hoạt chất này sẽ trùng hợp, sẽ kết hợp với nhau để chúng ta sẽ chuyển thành cái T3, T4. Đây là những cái hormone tuyến giáp, truyền hormone tuyến giáp sau đó là chuyển vào lại ở trong mạch máu để tác dụng lên các trên các cái cơ quan đích để có nên cái tác dụng của hormone tuyến giáp. Bên cạnh cái vấn đề mà tổng hợp ra các hormone tuyến giáp từ các cơ chất thì ở đây cũng đặt đến một cái vai trò của các cái TH. Và trên cái sơ đồ thì chúng ta sẽ thấy là cái receptor của TH. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để khi cái có cái sự hoạt hóa của cái các cái kích thích vào cái hormone cái TH sẽ kích thích để mà giải phóng ra cái hormone giáp ở trên mạch máu và tác dụng lên các cơ quan đích. Chính vì vậy khi trong quá trình mà chúng ta điều trị ở trên những bệnh nhân bệnh tuyến giáp thì chúng ta phải nắm được cái cơ chế điều hòa của hoạt động tuyến. Đầu tiên hết thì ở vùng dưới đồi, sau đó là tiết ra những hormone tiết dụng lên trên tuyến yên, và từ tuyến yên tiết ra các cái TH để tác động lên trên tuyến giáp và tạo ra các cái hormone giáp là T3, T4 tác dụng lên trên các cơ quan đích. Và bên cạnh đó, từ cái nồng độ của hormone tuyến giáp thì chúng ta sẽ có những cái feedback ngược lại ở vùng dưới đồi và vùng tuyến nguyên để tạo nên một cái vùng điều hòa trong quá trình tổng hợp các hormone của tuyến giáp. Về tác động sinh lý của hormone tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy rằng các hormone tuyến giáp nó ảnh hưởng lên rất nhiều các cơ quan. Và ở đây chúng ta có thể thấy là nó ảnh hưởng lên trên tim, ở trên các cái mô mỡ, ở trên các cơ, xương, hệ thần kinh, ở trên ruột, trên các cái một số những cái cơ quan khác. Và trên cái sơ đồ thì các đồng nghiệp chúng ta sẽ thấy là đây là biểu hiện của một cái tình trạng của cường chức năng của tuyến giáp. Nói chung là cái gì cũng tăng trưởng hóa lên cả. Ví dụ như nhịp tim cũng tăng, tăng trưởng hóa, tất cả những cái vấn đề bệnh nhân rất cảm giác hoặc là tình trạng của tiêu chảy. Rất là nhiều cái triệu chứng của cái cường chức năng của tuyến giáp. Ở đây là trên hình sơ đồ chúng ta sẽ thấy ra cái tác giả là Robert James Craig. Thì đây là cái người đã mô tả ra cái bệnh mà sau này là nói về cái vấn đề là liên quan giữa vấn đề giữa cái lồi mắt và cường của chức năng của tuyến giáp. Và sau này cái bệnh cường chức năng tuyến giáp đó thì được mang tên của ông. Và một năm sau, một năm 1840 thì ông Bazzardo cũng sẽ mô tả kỹ rõ hơn về các cái cường hoạt động của chức năng tuyến giáp và tại tuyến giáp bên cạnh vấn đề của vấn đề lồi mắt. Nên chính vì vậy cái tên của các cái bệnh lý tự miễn và cường tuyến giáp thì trong một số trường hợp thì chúng ta cái bệnh Gray, bệnh Bazzardo rất là nhiều cái tên khác nhau. Thì tí nữa cái slide sau tôi sẽ trình bày thêm cho các anh chị. Vậy thì khi trong cái lĩnh vực chúng ta điều trị tuyến giáp thì chúng ta sẽ hiểu được hai cái thuật ngữ. Nhiễm độc giáp đó là gì? Đó là tình trạng bệnh lý gây ra do sự gia tăng nồng độ hormone tuyến giáp thường xuyên ở trong máu. Và cái thứ hai là chúng ta phải xác định tình trạng cường giáp. Đó là sự gia tăng hoạt động quá mức của tuyến giáp. Vậy thì có nghĩa rằng là cái hoạt động của tuyến giáp, cái hoạt động mà tại chức năng của tuyến giáp nó tăng lên rất nhiều, chúng ta là cường giáp. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì đa số trong những trường hợp đó là chúng ta xác định trên những bệnh nhân đó là một tình trạng của nhiễm độc giáp. Khi nào bệnh nhân có những cái triệu chứng trên các cái cơ quan đích
thì chúng ta mới xác định đưa vào bệnh nhân để chúng ta thăm khám, chúng ta xác định ở trên những bệnh nhân. Về nguyên nhân nhiễm độc giáp thì thật ra thì rất nhiều và chúng ta có thể khái quát lại. Về nguyên phát thì trong đó có cái bệnh Gray, và đây là nguyên nhân phổ biến của bệnh cường giáp và chiếm khoảng 70-80% các trường hợp. Và cũng xin thưa là phụ nữ thì chiếm nhiều hơn nam giới, và nó đây là một bệnh từ miễn và cái liên quan tới cái kháng thể kháng thụ thể TH và cái kháng thể kích thích tuyến giáp sản xuất nó nhiều hormone tuyến giáp hơn. Bên cạnh đó thì trong những cái nguyên nhân của cường giáp và nguyên phát thì còn có một số những cái bệnh lý khác như cái u tuyến giáp hoặc là những cái bệnh thứ phát như adenom của tuyến yên tiết TH. Bên cạnh đó về các cái bệnh basodo thì đây là một cái bệnh đặc trưng bởi cường chức năng và phì đại tuyến giáp, và bệnh này có cơ chế từ miễn. Ở giống như lúc đầu tôi nói rồi, cái bệnh này nó có rất là nhiều tên gọi khác nhau: bệnh Gray, bệnh basodo, bệnh Perry, rồi bệnh bướu giáp có lồi mắt, rồi bệnh cường chức năng tuyến giáp do miễn dịch. Nói chung là rất là nhiều cái tên khác nhau đối với những cái bệnh basodo. Thì đây là một cái bệnh từ miễn tuyến giáp, và bệnh từ miễn này có khuynh hướng là di truyền, và cường giáp do kháng thể kích thích thụ thể hormone tuyến giáp TH và chiếm tỷ lệ của khoảng hơn 1% vào trong dân số và phổ biến ở phụ nữ, và có thể xuất hiện ban đầu hoặc là cái tái phát. Và trên những bệnh nhân như thế này là cái triệu chứng cường giáp nhiễm độc giáp, bên cạnh có các bướu giáp mạch hoặc là tình trạng lồi mắt, và hiếm hơn nữa là các biểu hiện về da. Và chúng ta thấy trên những bệnh nhân hiện tại giai đoạn giờ trừ chúng ta chẩn đoán trong những trường hợp basodo thì đa số trong những trường hợp đó là tình trạng của các bướu giáp mạch và tình trạng lồi mắt. Về phần thứ hai, tôi muốn chia sẻ với các đồng nghiệp về tình hình dịch tễ và cơ chế bệnh sinh. Thì bệnh basodo chiếm khoảng từ 60-90% trường hợp nhiễm độc giáp ở trên thế giới, và tần suất của phụ nữ khoảng 80 ca trên 100.000 người. Ở trên Việt Nam thì mình chưa ghi nhận được số liệu. Về cơ chế về bệnh sinh thì thật ra những cái cơ chế rất là phức tạp, thì có khái quát hóa lại thì đây là một cái bệnh lý về từ miễn, thì đau tiếng hết có những yếu tố tác động lên gây tổn thương hại lên trên các cơ quan, thì những cái đại tự bào nó sẽ tiêu diệt, nó hủy hoại những cái kháng nguyên này, và chính những cái này nó sẽ tổn thương lên các cái cơ quan, và khi nó tổn thương lên trên các cơ quan thì nó gây nên một cái phản ứng miễn dịch kháng nguyên kháng thể, và nó tạo ra các cái lympho T. Trong các lympho T thì nó chuyển ra có hai loại lympho T H1, lympho T hỗ trợ H1 và H2. Và có cái sự lympho T hỗ trợ mà giúp đỡ mà sẽ tác động lên trên các cái lympho tế bào lympho B, và nó ảnh hưởng lên trên, nó tạo ra các cái kháng thể, nó kích thích lên trên các cái tuyến giáp, cũng gây nên ảnh hưởng lên chức năng tuyến giáp. Hoặc là cái sự cắt mất cân bằng giữa các cái lympho T 1 và lympho T 2 nó cũng ảnh hưởng lên trên cái tuyến giáp, hoặc là những cái lympho T khác nó ảnh hưởng lên trên các những cái hoạt động của các đại tự bào, nó cũng gây nên tình trạng cái rối loạn chức năng của tuyến giáp. Và khi nó rối loạn của chức năng tuyến giáp đó thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là kèm theo với các cái hoạt động của cái TH quá thấp hoặc quá cao, thì nó sẽ gây nên cái bối cảnh của bệnh cường giáp hoặc là bệnh suy giáp. Và ở đây đặc hiệu ở trong cái bệnh cường giáp đó là cái bệnh basodo. Và liên quan tới vấn đề mà trên những bệnh cường giáp thì chúng tôi nói về các cái thụ thể, về các cái hormone TSH. Đó là một cái hormone thuộc về cái dòng họ glycoprotein liên kết với các thụ thể TH trên bề mặt của tế bào của nang tuyến giáp. Và cái TSH này có tác chức năng là điều hòa sản xuất và tiết ra các hormone tuyến giáp thông qua một hệ thống phản hồi ngược. Và trong cái bệnh Gray, trong cái bệnh basodo thì cái tự kháng thể để các cái thụ thể TH nó bắt chước các hoạt động của TH và gây hậu quả là tuyến giáp hoạt động quá mức, và đặc trưng là bởi cái nồng độ hormone tuyến giáp cao và nồng độ TH thấp ở trong huyết thanh. Đây là một cái đặc trưng của bệnh basodo. Vậy thì bệnh Gray hoặc là bệnh basodo nó xảy ra do biến động chức năng của tuyến giáp. Và khi cái biến động chức năng tuyến giáp này là sự tiến hóa tự nhiên của bệnh cường giáp Gray này, thì thành suy giáp đã được phát hiện trong quá trình theo dõi bởi những nghiên cứu về ở trong cái nghiên cứu về thùng tập
từ 10 đến 15 năm và xảy ra ở trong khoảng từ 2,1 đến 2,8% bởi bệnh nhân được điều trị với các loại thuốc ức chế tuyến giáp. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu người ta đã đưa ra những giả thuyết về các cơ chế của bệnh basodon, đó là sự phát triển của viêm giáp từ miệng. Cái thứ hai là sự hiện diện của các kháng thể mà ức chế TSH, hoặc là cái kháng thể ức chế TSH có thể là kết quả của sự chuyển đổi cái hoạt tính sinh học của kháng thể TSH hoặc cùng tồn tại với kháng thể TSH vào thời điểm mà xảy ra cái suy giáp. Ở đây thì đưa ra một cái suy đồ, một cái sơ đồ ở trên cái tuyến giáp, có cái thụ thể tuyến giáp mà đối với các kháng thể kích thích cái tuyến giáp thì sẽ gây nên tình trạng cường giáp và biểu hiện mà đa số trong những trường hợp đó là bệnh basodon, hoặc là những kháng thể mà cản trở chức năng của tuyến giáp thì sẽ gây nên một cái tình trạng là suy giáp ở trên những cái bệnh nhân. Và một cái số nghiên cứu khác người ta đưa ra cái vai trò của ren trong bệnh basodon thì đó là những cái CD40 hoặc là những cái ren người ta cũng phát hiện ra liên quan tới cái bệnh phát xuất cái bệnh basodon ở trên một số những đối tượng bệnh nhân khi mang những cái ren như thế này. Về biểu hiện lâm sàng của các trường hợp nhiễm độc giáp thì trên sơ đồ này chúng ta sẽ thấy rằng là rất là nhiều cơ quan ảnh hưởng ở trên được biểu hiện của cái tình trạng nhiễm độc giáp. Từ trên xuống dưới chúng ta sẽ thấy là biểu hiện ở mắt, và điểm đặc biệt nhất là mắt lồi đó. Có những cái trường hợp khó nuốt, ảnh hưởng lên tim, ảnh hưởng lên những cái di chuyển, ở trường ảnh hưởng lên da, nói chung là rất là nhiều những cơ quan và ảnh hưởng cái hormone tuyến giáp là ảnh hưởng lên trên đó và biểu hiện ra cái lâm sàng của tình trạng nhiễm độc giáp. Về các cái thống kê về các triệu chứng và lâm sàng của nhiễm độc giáp thì chúng ta sẽ thấy rằng là điển hình nhất là bệnh nhân sẽ hồi hộp, lo lắng, bệnh nhân sẽ sợ nóng, mệt mỏi, bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng nhu động ruột, bệnh nhân sẽ có tình trạng là chán ăn hoặc là rối loạn về tình trạng của kinh nguyệt. Bên chỗ tim mạch sẽ biểu hiện bằng những tình trạng nhịp tim nó nhanh, bình thường rung nhĩ hoặc là tình trạng của suy tim. Nói chung là những cái biểu hiện vừa của tình trạng tăng trưởng hóa ở trên những bệnh nhân với triệu chứng của nhiễm độc giáp. Đây là một cái trường hợp của bệnh biểu hiện mắt ở trong bệnh basodon. Thì nguyên nhân đó là do cái cơ thắt, co thắt cái cơ nâng mi trên, hoặc là do cái tích tụ những cái chất glycosamine glycan ở sau hốc mắt. Và chính vì vậy trong những trường hợp này thì chúng ta nhìn vào những biến chứng mắt ở trên bệnh nhân mắt nó lồi, nó trợn nó ra trong những trường hợp đó. Về phong độ, về độ lồi mắt, chỉ chúng ta có được cái 6 phong độ hồi mắt. Xin thưa với các quý đồng nghiệp là trong những thời gian gần đây thì chúng ta có được nhiều phương tiện để chẩn đoán. Còn thời trước, cách đây khoảng hơn 20 năm, khi tôi với lại phó giáo sư Đông ở trên khoa có làm thì đưa cái thước hát ten trong những trường hợp đó để đo cái độ lồi mắt và đánh giá ở trên những bệnh nhân mà có bị lồi mắt ở trên bệnh nhân basodon. Về phần thứ ba tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với các anh chị là về phần chẩn đoán. Thì về chẩn đoán thì bên cạnh những cái yếu tố về triệu chứng về lâm sàng thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng về cận lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán, về đánh giá về vấn đề chuyển hóa cơ bản, về phản xạ gân gót, những xét nghiệm thường quy thì chúng ta đã có đánh giá, và đặc biệt chúng ta phải có định lượng cái hormone tuyến giáp. Và các cái giá trị liên quan đến bệnh lý từ miệng tuyến giáp thì gồm có các cái kháng thể TRAB, cái anti-TR hoặc là TPO-AB để chúng ta đánh giá ở trên những cái xác định chẩn đoán của bệnh nhân basodon. Về xạ hình tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy là tại thời điểm 1 giờ thì sẽ tập trung cái nồng độ, cái phóng xạ rất là nhiều và tạo ra cái góc thoát ở trên những bệnh nhân. Về siêu âm tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy tình trạng cái bướu mạch ở trên những bệnh nhân basodon. Về chẩn đoán nguyên nhân cường giáp thì ở đây chúng tôi có chia ra trong những trường hợp có nồng độ TSH thấp thì xạ hình tuyến giáp tăng bất xạ hay là bất thường, thì trong này điển hình nhất là có cái bệnh Gray hoặc là bệnh đa nhân độc tuyến giáp. Đối với những trường hợp mà nồng độ TSH bị ức chế thì trong trường hợp giảm bất xạ iốt thì có tình trạng viêm giáp bán cóc hoặc là viêm giáp lympho bào. Về phần thứ năm chúng chia sẻ với anh chị đó là phần về điều trị trong những trường hợp cường giáp hoặc là trong điều trị trong những bệnh nhân basodon. Thì chúng ta biết rằng những cái phương pháp chính để chúng ta xử trí trên những trường hợp bệnh nhân basodon đó là chúng ta dùng thuốc kháng giáp, hoặc là chúng ta dùng iốt phóng xạ, hoặc là chúng ta sẽ phẫu thuật.
Và ở đây là một cái sơ đồ đưa ra chúng ta thấy được các cái cơ chế của các thuốc kháng giáp, thì giống như một cái sinh lý lúc ban đầu mà tôi đã trình bày về vấn đề hình thành nên được các hormone tuyến giáp từ cái iốt vô cơ, sau đó vào trong cái nang giáp iốt hữu cơ và phối hợp với lại các thyroglobulin để tạo ra các cái tiền hormone tuyến giáp T3, T4, và sau đó thì và chính là những cái thuốc như thế này thì sẽ tác động lên trên từng cái khâu để đánh giá trên cái hormone của tuyến giáp để điều trị tuyến giáp. Đây là một số những cái loại thuốc kháng giáp thường quy và những cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân bazodo thì đa số là chúng ta sử dụng cái metimazole và cái PTU thì chúng ta sử dụng trên những phụ nữ có thai hoặc cơn bạo giáp. Và đây là những cái quy trình chuyên môn của Bộ Y tế năm 2016 thì chúng tôi xin được lướt qua. Và điều đặc biệt ở trên cái về cái khuyến cáo điều trị của Hội tuyến giáp châu Âu năm 2018 thì người ta đặt vấn đề rất là nhiều trong vấn đề xem lại cái vai trò của các cái thụ thể TRAB khi quyết định điều trị trên bệnh nhân bazodo. Và tương tự như vậy cũng trên cái khuyến cáo của Hội Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ, chúng ta cũng đặt được vấn đề của TRAB ở trên những bệnh nhân. Và vấn đề cuối cùng thì vấn đề trên bệnh nhân COVID thì chúng tôi cũng có tham khảo một số những tài liệu. Thì trên bệnh nhân COVID thì cũng liên quan tới những cái thụ thể angiotensin 2 và có sự tương tác giữa phản ứng của SARS-CoV-2 với thụ thể angiotensin 2 và biểu hiện trên các cơ quan như thế này. Và đối với những bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 trong những trường hợp đó mà có trên những kèm theo nhiễm độc giáp thì có thể có nguy cơ có cơn bạo giáp. Và có những cái khuyến cáo của Hiệp hội tuyến giáp Anh thì người ta có đưa ra là phải cộng với cái cơn bạo giáp. Và ở trong cổ Hoa Kỳ thì người ta có đưa ra khuyến cáo là khi là những bệnh nhân mà nhiễm COVID thì nên dùng thuốc đầy đủ được 90 ngày trong những trường hợp như thế này. Thì phần trình bày của tôi ở đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Trần Thành Nguyên. Đến đây